Trước hết sợ cảm ơn thầy rất là đã đến đây, chứ cảm ơn các ban tổ chức kính mời thầy ra đây. Nếu mà có những gì là sai trái xin thầy quản lý. Câu thứ nhất, thầy nói về thực tế đề tài hạnh phúc gia đình, rất cảm ơn thầy, rất hay đó. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái hạnh phúc nó rất xa hơn nữa, trong cái câu mà học tập chỉ có hạnh phúc tôi rất khó. Mà cũng như người Việt Nam mình là thời biến cố 75 mà bỏ nước xứ đi đi vượt biển, họ đi tìm tự do, họ đi tìm hạnh phúc. Rồi qua bên đây này có người được hạnh phúc, có người không được hạnh phúc. Rồi bây giờ nghe nói đâu bên Việt Nam mình đó, nào là hối lộ, nào là thịt chó, nào là uống mau rắn, rồi uống mật gấu tùm lum, rồi họ hại với nhau, rồi bà con đưa đem tiền về bển, rồi họ tìm cách nghe là gạt gẫm với nhau, không biết chỗ nào đâu hạnh phúc. Mà nói trên mặt vấn đề thì họ nói độc lập tự do hạnh phúc, ai thấy chỉ tưởng tượng vậy, nhưng mà thấy khó quá. Giờ trở lại cái vấn đề mà của anh thầy giờ được một vị hướng dẫn tâm linh rất tốt đẹp lắm. Thầy thấy như coi trong thế mình đứng ở trong thế kỷ 21, cái vai trò của tăng đoàn là thế nào, đem lại hạnh phúc cho tử hay không, hay Phật tử đúng ra một thành phần thứ ba quyền thế nào để mà cho cái đạo Phật nó tinh tấn thêm nhiều. Bây giờ đạo Phật Việt Nam nếu mà không có sự biến cố Việt Nam, cái đạo Phật Việt Nam có đi ra ngoài quốc được hay không, hay là đạo Phật bên mình Việt Nam thời Cộng Hòa cái bàn thờ đi xuống được, còn cái tranh đấu nữa. Tóm tắt lại trong mình như thầy nói hạnh phúc tự do có cần tranh đấu nữa hay không, hãy như đạo Phật. Xin cảm ơn thầy. Đây là một câu hỏi rất có chiều sâu và mang tính nhiều vấn đề. Xin chia sẻ một số góc cạnh như sau. Vào năm 1999, Đức Dalai Lama và cộng đồng Tây Tạng lưu vong ở tại Dharamsala, Ấn Độ, kỷ niệm 40 năm mất Đức đó, thì cái tiêu đề mà Đức Dalai Lama nêu ra lúc đó đó là 40 năm đại chuyển pháp luân, chứ không dùng là mất Đức. Khi Tây Tạng mất vào tay Trung Quốc vào năm 1959 đó, thì đó là cái khổ đau của toàn thể dân tộc Tây Tạng tại Tây Tạng và trên toàn cầu. Mà ngược lại đó, cũng cái sự cố đó đã làm cho dân tộc Tây Tạng có mặt khắp nơi trên hành cầu, trên hành tinh này. Và hiện nay đó, hình thái của đạo Phật Tây Tạng đó trở nên là thu hút quảng đại đa số dân phương Tây. Người có ảnh hưởng sau Đại Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng đó là Thiền sư Nhất Hạnh của Việt Nam chúng ta. Như vậy đó, một vấn đề chúng ta có thể có nhiều cái phương diện để mình nhìn thấy đó. Cũng giống như là cái bông hồng vậy đó, có người chỉ nhìn thấy các cái gai thôi, và do vì bị vướng kẹp cái gai cho nên người đó không thấy được cái hoa hồng. Có người chỉ thấy hoa hồng mà không thấy cái gai, cho nên họ bị gai đâm chảy máu. Còn người toàn diện đó thì thấy rằng là để thưởng thức hoa hồng đó, thì phải khéo léo với gai và phải chấp nhận gai có mặt là một hiện thực không thể tránh khỏi. Và Đức Đại Lạt Ma rất khôn khéo, không muốn đẩy dân tộc mình vào một cái ăn quán giang hồ, mà sau nhiều nỗ lực không thành công thì ngài kỷ niệm 40 năm gọi là đại chuyển pháp luân, tức là gây góc độ Phật pháp làm chính thôi. Còn cái vấn đề mà mất nước đó, nó trở thành là vấn đề là tế nhị, không đề cập đến. Tây Tạng đã đấu tranh dưới sự lãnh đạo Ma, nhờ sự ủng hộ của Mỹ kêu gọi Trung Quốc phải trao trả quyền độc lập cho Tây Tạng, nhưng đã thất bại. Đến năm 89, Đạt Lai Lạt Ma được trao giải Nobel Hòa Bình như một sự an ủi do cái đề xuất của Hoa Kỳ thôi. Từ đó trở đi đó, Đạt Lai Lạt Ma không còn đòi độc lập nữa, mà chỉ yêu cầu thừa nhận Tây Tạng là một tỉnh tự trị trực thuộc Trung Quốc thôi. Và nỗ lực đó được xem là hoàn toàn thất bại cho đến ngày nay. Trong vòng mấy chục năm vừa qua đó, Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh đến hoằng pháp trên toàn cầu, mà nhờ đó đó là Phật giáo được mở rộng. Năm nay là ngài tròn 80 tuổi, sinh nhật của ngài vừa được thực hiện ở tại Úc,
sắp tới được ở nhiều nơi khác để đánh dấu cái quá trình hoằng pháp thành công của Ngài trên toàn cầu. Điều hai, Việt Nam á, nếu không có cái sự kiện năm 1975, chưa chắc gì là cái cộng đồng Việt Nam đã có mặt khắp toàn cầu như hiện nay. Có khoảng 4 triệu rưỡi người Việt Nam đã có mặt trên năm châu, làm mẹ, làm cha, làm công nhân, làm phó thủ tướng, làm đại biểu quốc hội, làm thượng nghị sĩ, làm doanh nghiệp lớn, làm công nhân, làm tất cả mọi thứ mà hợp pháp ở tại các quốc gia cho phép. Cho nên nếu mình nhìn từ góc độ này đó, thì nó cũng là một cái duyên phúc cho rất nhiều người Việt Nam. Mà nhờ có đó đó mà rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại hạnh phúc hơn, ít nhất là chuyển được cái cộng nghiệp nghèo khó bất hạnh của mình trước đây. Còn những người tiếp tục ở trong nước á, một phần là do Mỹ đó là cấm vận, các quốc gia không ai dám hợp tác kinh tế với Việt Nam, cho nên Việt Nam đã trải qua ít nhất là 3 thập niên nghèo bằng cùng, rất mồng tơi. Giống như Cuba bị Mỹ là cấm vận và cô lập, cho đến năm 2015 này mới giải phóng cái cô lập đó sau 50 năm. Do đó đó, có rất nhiều cường quốc đó, họ ứng xử rất là tồi tệ ở chỗ là thù, cho nên là trù dập những cái quốc gia yếu kém hơn mình. Các quốc gia tư bản bao gồm những quốc gia chiếm hữu thuộc địa đó đều là những quốc gia rất là hống hách, ác độc. Trong đó có Pháp nè, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, đi xâm lăng khắp nơi. Hiện nay thì họ là những nước rất là đàng hoàng, nhưng mà thời kỳ chiếm hữu nô lệ đó, họ là những nước rất là ác độc. Cái tác động đó là nó dẫn đến cái nỗi khổ niềm đau khắp mọi nơi. Chính vì thế, đứng từ góc độ mà độc lập chủ quyền đó, thì ai cũng mong mỏi rằng là đất nước mình được độc lập. Vì độc lập là cái thiêng liêng nhất, luật pháp thế giới tôn trọng. Và để đạt được đó, đôi lúc các quốc gia phải trả một cái giá rất đắt, mà Việt Nam là trường hợp điển hình. 40 năm độc lập đã trôi qua, lòng người Việt Nam trong nước và hải ngoại vẫn chưa hàn gắn được. Và có lẽ sau khi chết đó, mấy triệu người Việt Nam ở hải ngoại mang theo nó với cái chết của mình, chứ không phải là dễ. Bởi vì những cái chính sách sau năm 75 quá sai lầm, đánh tư sản và xem những người giàu sang là kẻ thù, dân trí thức là kẻ thù, và những người làm việc cho Việt Nam Cộng Hòa là kẻ thù. Những chính sách sai lầm đó đã làm cho rất nhiều người bỏ nước ra đi, và cái hận thù đó nó làm cho người ta không quên được. Đang khi Đông Đức Tây Đức thống nhất với nhau không tốn một giọt máu. So sánh chừng đó thôi đã thấy là cái ứng xử của người Việt Nam với người Việt Nam là không được thông minh như là dân tộc của Đức. Và đó là cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam chúng ta. Bây giờ chúng ta đã có độc lập, tự do, đã có phương diện này, ở phương diện khác, nó thiếu phương diện này, thiếu phương diện kia. Cái đó khắp nơi trên thế giới này đều có, hoặc ít hoặc nhiều. Ngay cả Mỹ cũng có những trường hợp là không được tự do. Chẳng hạn như chương trình nghe lén của chính phủ Hoa Kỳ, đó là vi phạm cái quyền tự do lớn nhất mà quốc hội của Mỹ bây giờ đang phản đối. Đó là cái nước mà lúc nào cũng hô hào là mình có tự do và tôn trọng tự do lớn nhất đó, nhưng mà họ đã chứng minh rằng là họ vi phạm tự do và vi phạm nhân quyền. Và kể cả Mỹ còn luôn nghe lén luôn những nước liên minh, nghe lén thủ tướng Merkel của Đức, nghe lén các cái đồng minh của NATO, và bị khối đồng minh này lên án vô cùng. Cho nên cái tự do đích thực đó, con người rất khó đạt được. Có đạt được là ở mức độ tương đối thôi, rất là tương đối thôi. Và cái tự do theo nghĩa Phật giáo thì rộng hơn, đó là giải phóng mình ra khỏi sự nô lệ thượng đế và các thần linh, giải phóng mình ra khỏi các cái trói buộc của tâm, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và những cái dây mơ rệ bát của chúng. Giải thoát mình ra khỏi sanh tử luân hồi, tức là bao gồm tất cả các loại khổ đau. Thì cái tự do này đó, người tu học Phật đó nên nhấn mạnh đến. Còn cái tự do về chính trị đó, nó là tương đối thôi, không bao giờ được tự do 100%. Ở nước Mỹ, cái dân chủ đó nó đã giết chết tự do rất nhiều thứ. Và nhiều nơi trên thế giới này cũng vậy. Ví dụ muốn xây một ngôi chùa, khu cư dân đó là những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành,
Nếu có một hộ nào không đồng tình bằng cái chương trình tự do của họ thì cái ngôi chùa đó vĩnh viễn không được xây lên, và tự do này là vô ích. Thiền sư Nhất Hạnh đành phải bỏ một cái khu đất rất đẹp ở New York do một tỷ phú cúng đã cắt lên những cái trung tâm tu học rất là ngon lành, nhưng mà vì có một hộ ở trong đó không đồng tình thôi, toàn bộ chương trình tâm linh đó bị vứt bỏ đi. Cho nên cái tự do của kiểu phương Tây nó cũng có những cái lỗ hổng của riêng nó, nó có những cái điểm bất lợi của nó cũng tạo ra nhiều nỗi khổ niềm đau của cho những con người của dân tộc họ. Và cái điều tự do ở trong nước Việt Nam nó cũng tạo ra một số cái nỗi khổ niềm đau của những người đang sống trong nước, với những cái tiêu chí rất là khác nhau, với những quan điểm rất là khác nhau, với những cái lệ thuộc vào ý thức hệ chính trị và luật pháp rất là khác nhau. Cho nên á, là người tu học Phật đó thì chúng ta nên nhấn mạnh đến cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó thì mỗi chính thể nó có quan niệm khác nhau. Hạnh phúc phần lớn đối với người đời đó là nhà cao, cửa rộng, tiện nghi vật chất đều đầy, có sức khỏe tốt, có nghề nghiệp ổn định, có lương hưu an toàn là đã hạnh phúc rồi. Như đó chỉ là hạnh phúc vật chất thôi. Đức Phật còn đề cập đến các loại hạnh phúc tinh thần, hạnh phúc văn hóa, hạnh phúc đạo đức, hạnh phúc tâm linh, hạnh phúc vô ngã, hạnh phúc vị tha, hạnh phúc phụng sự, hạnh phúc trên nền tảng từ bi, và nhiều loại hạnh phúc khác. Mà cao nhất đó là hạnh phúc của Niết Bàn, tức là nơi đó không còn khổ đau và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Do đó đó là những người tu học Phật đó thì chúng ta được quyền tham gia chính trị, vì tham gia chính trị đó là cái quyền hợp pháp về luật và hợp pháp về Phật giáo. Rất tiếc là các Phật tử ít tham gia chính trị, thì chúng tôi khích lệ các Phật tử tham gia chính trị, còn tu sĩ thì không nên, vì tu sĩ thì chuyên về tâm linh, để trở thành những người tư vấn hướng dẫn tâm linh tốt, mà cư sĩ tham gia chính trị thì Phật giáo được phát triển tốt. Trong cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, chúng tôi đã tập hợp khoảng 5 bài kinh Đức Phật dạy về chính trị. Trong đó đó có cái bài kinh Đức Phật dạy về nghệ thuật làm vua và quản trị đất nước. Cái trách nhiệm của vua trong việc thành lập ra một cái chủ nghĩa pháp quyền và cai trị đất nước, ngoài cái chủ nghĩa pháp quyền nó còn phải có cái đạo đức, mà gương mẫu của mình đó là một cái tấm gương để thống nhất dân sư về một mối và làm cho đất nước độc lập, tự do và hạnh phúc thật sự. Rất tiếc là Phật giáo Việt Nam á bị ảnh hưởng theo Trung Quốc, cho nên những bài kinh như thế đó là không được truyền bá, và hệ quả là đất nước Việt Nam đó đại đa số là người Phật giáo. Nhưng mà trong lịch sử của Việt Nam đó, phần lớn những người làm chính trị lại không phải là Phật tử. Cho nên đó, đại đa số Phật tử bị quản lý, bị quản trị bởi một thiểu số không phải là Phật tử. Đó là một cái tổn thất lớn. Do đó chúng tôi kêu gọi đó, nhiều Phật tử tham gia làm chính trị chân chính như Đức Phật đã dạy. Nhưng mà ứng cử vào những vai trò quan trọng của Quốc hội hay là Thượng nghị viện, Hạ nghị viện, để chúng ta có cơ hội điều hành được đất nước. Trong các quốc gia hiện nay đó thì Tích Lan đó là nước đi đầu, có tối thiểu 6 nhà sư làm bộ trưởng, và trong số 6 nhà sư đó đã từng có một nhà sư ứng cử tổng thống 2 lần mà bị thất bại. Cái bối cảnh chính trị rất phức tạp của Tích Lan nó cũng giống như Việt Nam mình thôi, nội chiến mấy thập niên, bể hổ Tamin theo Hồi giáo do Ấn Độ ủng hộ, mà đăng kia đó đại đa số đó là người Phật tử, cho nên đó, cái cuộc nội chiến đó đã làm cho đất nước bị phân hóa, và các nhà sư thấy rằng là cần phải tham gia chính trị với một cái vai trò nhất định nào đó để làm cho đất nước ngày càng được phát triển và cái khổ đau nó được kết thúc. Cho nên nói tóm lại đó là cái sự kiện độc lập của nước Việt Nam đó, cho đến nay đó thực ra là chưa độc lập trọn vẹn, vì Hoàng Sa của chúng ta đã bị Trung Quốc chiếm vào năm 1974, Trường Sa của chúng ta đó là bị chiếm một số đảo, trong đó có đảo Mặt Ga, và số đảo bị chiếm đó đang được nhân tạo hóa làm căn cứ quân sự của Trung Quốc. Cho nên đó là độc lập nhưng mà chúng ta chưa trọn vẹn gọi là chủ quyền lãnh thổ đất và biển. Đó là cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam hiện nay. Và trong nhiều bài giảng chúng tôi thường kêu gọi đó là các Phật tử Việt Nam cần phải cảnh báo đối với Trung Quốc. 65 lần trong
3.000 năm xâm chiếm Trung Quốc. Cho nên á, cái độc lập á, ở một quốc gia đó rất là khó bền vững, nó luôn luôn bị đe dọa bằng cách này cách khác thôi. Còn tự do thì khó được trọn vẹn, còn hạnh phúc cũng như thế thôi. Cho đến lúc nào chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi thì độc lập, tự do, hạnh phúc đạt được 100%. Còn bằng không á, chỉ có vài chục phần trăm thôi, được phần nào hay phần đó. Chắc là xin kết thúc tại đây.